Israel xin chào khán giả thân thương của Giải trí 24 giờ. Hôm nay rất là tiếc là chỉ có 3 thành viên thôi, bởi vì một thành viên trong nhóm bận công việc không đến được. Nhưng mà không sao, với 3 thành viên chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị những sản phẩm, những dự định âm nhạc trong năm 2018 của nhóm Israel. Đầu tiên sẽ là một sản phẩm về đất nước Việt Nam, đó là sản phẩm gì vậy Hà Quý? Trong đầu năm 2018 này, nhóm Israel phát hành một MV rất là ý nghĩa, ca khúc Trái tim Việt Nam do chính anh Y Duân Tin trong nhóm sáng tác. Và ca khúc này cũng sẽ là một thông điệp gửi tới cho tất cả các bạn trẻ. Dòng nhạc trong ca khúc mà nhóm gửi tới mọi người mang một cái chất liệu gọi là dance sport, cũng có hơi pop ballad chút xíu. Và với ca khúc này cũng là một sự đổi mới của nhóm Israel. Trước đây thì nhóm Israel thường hát những ca khúc truyền thống cách mạng, và bây giờ nhóm sẽ trẻ trung hơn, gần gũi hơn, và hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả yêu nhạc, đặc biệt là khán giả của Giải trí 24 giờ. Tự hào trong tim, dòng máu quê hương Việt Nam, dòng máu anh hùng, 54 dân tộc anh em. Năm 2013, khi mà nhóm thành lập thì Yên Tuyên đứng với vai trò là một quản lý của nhóm. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 5 năm 2017 đến nay, đặc biệt là năm 2018, thì Yên Tuyên sẽ không những giữ vai trò quản lý mà Yên Tuyên còn tham gia trực tiếp hát cùng với nhóm. Bởi vì Yên Tuyên cũng rất là muốn chia sẻ âm nhạc của mình cho tất cả các em. Dẫu phong ba bão giông, người Việt Nam vẫn luôn kiên cường. Hiện tại để mà có một nhóm hoạt động lâu dài thực sự rất là khó khăn. Giang tay đón chào ngày mới khắp mọi miền, thắp sáng bao ước. Để chọn dòng nhạc cho mình cũng rất là khó khăn. Nhóm cũng loay hoay để mà tìm rất nhiều những dòng nhạc khác nhau để mình có thể đáp ứng. Dòng máu anh quay trở lại rồi thì nhóm đã tìm cách đem đến âm nhạc cho tất cả mọi người sẽ là một con đường khác, là Đức Hưng và Yên Tuyên sẽ là những nhân tố để mà sáng tác cho nhóm. Và chắc chắn rằng nhóm sẽ đưa tất cả các bạn đến tới một hướng âm nhạc có thể nói là sẽ dễ nghe và dễ cảm nhận hơn. Israel thì không phải là hình tượng quá già mà cũng không quá trẻ, nó nằm ở mức trung trung. Thì nhóm chọn những ca khúc nó mang cái ý nghĩa, có một cái chiều sâu nhưng mà được thể hiện theo cái phong cách nó nhẹ nhàng và nó gần gũi. Những ca khúc này rất là nhẹ nhàng thôi, cũng rất là hay. Và Đức Hưng là hy vọng là mọi người sẽ đón nhận nó giống như là những cái món quà mà tất cả mọi người trong trong nhóm anh em của tụi mình gửi tới khán giả. Chung lòng dương xây vì non sông đất nước, ngày mai thêm đẹp giàu. Nhóm thì không có về thiên về vũ đạo, về những ca khúc như là thị trường. Nhóm sẽ là những ca khúc ý nghĩa, những ca khúc mà mang nội dung sâu sắc đến tất cả mọi người bằng cái phong cách trẻ trung. Dương núi cao cánh đồng xanh mênh mông biển trời, về với quê hương của tôi. Trên đất nước Việt Nam của chúng ta thì hiện tại có rất nhiều những nhóm nhạc rất thành công. Nhưng mà có nhiều nhóm thì có những hình ảnh khá gọi là ngoại lai, khá giống như hình ảnh của ví dụ như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản, thì nó Yên Tin cảm thấy là chưa có hình ảnh của Việt Nam ở trong đó. Tôi vẫn nhớ, vẫn yêu đất nước mình. Khán giả là người quyết định. Nếu như khán giả không yêu cầu ca sĩ đó hát dòng nhạc đó, không dễ dãi, thì ca sĩ cũng sẽ tìm được dòng nhạc phù hợp. Hy vọng rằng trong tương lai các nhóm Việt Nam sẽ nghĩ nhiều hơn về chính âm nhạc của quê hương của mình. Hy vọng rằng với sự cố gắng của các ca sĩ để tìm đến những sáng tác, những bài hát mang âm hưởng Việt Nam, những ca khúc nó đậm chất Việt Nam, thì khán giả cũng hãy tìm về những ca khúc như vậy để cho các ca sĩ có sự chọn lọc và có một cái định hướng nó dễ dàng hơn. Chứ nếu như mà ca sĩ chọn bài hát mà khán giả không thích thì cũng đó là một điều, một cái bài toán cũng rất là khó cho các ca sĩ.